Trại bò Tư Chiến chào quý khách, hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2021. Bò bắt trong nhà vườn mình chưa có chở về, đặt cọc trong nhà vườn đợt dịch này không có đem về. Mình đang lên YouTube thì quý khách thấy chuộng chốt thì gọi mình giao tay quý khách tận nơi. Cái này hang bò Pháp, quay tổng thể nguyên hình, phần cần phần đầu ghim vai sân lưng bản đùi hai chân trước hai chân sau. Đây, hai con bò này bò Pháp hình rất là đẹp, chân cẳng hai chân trước hai chân sau rất là to. Con này cực quýt luôn. Con này thì nó nhỏ hơn con này chip, nhỏ hơn chip rồi. Con thì màu lam lam, con màu trắng trắng. Thì hai con này cũng tương tự như nhau luôn, hai con tương tự như nhau mà con này nó nhỏ hơn con chiên kia là 9,5 với 10, nhỏ hơn chip rồi. Một con thì cái con lớn á, con lớn thì nó hơi nhõm nhõm tí sừng. Cái con nhỏ hơn thì đầu trục trọc chát. Hai này con này cũng tương tự như nhau, con nhỏ hơn con kia là một chiếc đó là đầu tụi lũi là không có chục sừng luôn, còn cái con lớn hơn thì nó có nhõm nhõm tí sừng. Địa chỉ trại lộ đi TT19 gần Quỹ Ban xã Nhận Phú Tân đây tỉnh Bến Tre. Mình bắt bò trong nhà vườn quý khách, đợt dịch thì mình không có đem về trại, mình đặt cọc với gửi tới tuần. Quý khách có thấy chuộng chốt thì gọi mình giao bò tận nơi cho quý khách luôn. Mình bao quý khách là diêm rúng phù khớp là không có, bò khỏe. Hai con bò này là màu lam lam rất đẹp, chà đuôi giấm tới nhượng, giá thấy cũng mềm mềm. Diêm quay lưng nách chà bè, bò Pháp này đúng bài bản luôn. Bản đùi sân lưng quay tổng thể nguyên hình để quý khách xem cụ thể hơn. Mình thấy tổng thể nguyên hình. Đây, phần cần bằng đầu viên vai dễ xem ghê không, thấy cụ thể y như xì nhé ngoài. Hai chân trước hai chân sau, mình bắt bò toàn bộ là cổ rô thoát lại nên nuôi chất lượng thịt đạt lên rất là cao. Bò Pháp này thì nó có hơi nhõm nhõm tí sừng nè con này, còn cái con này thì đầu trọc chát không có chục sừng luôn. Coi. Nó ná tương tự như nhau luôn, hai bò Pháp mình bắt ở trong nhà vườn. Gửi tầng, những người khách thấy chuộng chốt thì mình chở giao tận nơi với khách. Đợt dịch này quý khách không có đến với trại được thì mình chốt giá xong mình chở giao tận nơi. Trong công việc làm ăn thì mình đang lên YouTube với khách tin tưởng thì mình giao bò đúng bò. Bò nói chung là ok, thấy chuộng chốt thì mình giao tận nơi cho quý khách đến bò thấy là ok hết. Còn bộ là bò khỏe không có gì hết, bò sao nói y chang vậy, không có lệch tí nào hết. Hai con này thì tầm nó đứng lên khỏi rúng mình khoảng chừng tấc mấy nè, con này được mình đổ tầm khoảng chắc 1m5 trở lại quá, 1m2 trở lại độ chừng chứ không có đo. Cặp bò rất là đều và Pháp, một con thì đầu trọc chát, còn con thì nó hơi nhõm nhõm tí sừng, na ná tương tự như nhau. Đây, phần mỏ này, mặt mỏ rất là duyên dáng. Đi quay con nào mới thở ghê. Đây, hai chân trước hai chân sau rồi bắt là trong đầu được 5 con.